bạn muốn kênh của mình có nhiều sub, video của mình có nhiều view và kênh nhanh bật kiếm tiền, thì đây là video quan trọng nhất mà mình từng làm để giúp các bạn đạt được điều đó. Mình đang để chế độ ẩn danh và bây giờ mình thử search từ thuật toán YouTube. Thì ngoài video quảng cáo đầu tiên, mình có 1, 2, 3 video nằm trong top đầu danh sách tìm kiếm ở YouTube. Còn nếu mình search từ thuật toán YouTube 2023 thì video của mình nằm trong top đầu được gợi ý ở trên Google. Còn cũng từ khóa đó, nếu mình search ở trên YouTube thì video của mình nằm ở top 1 và top 3 trên danh sách tìm kiếm của YouTube. Không phải may mắn mình đạt được điều đó đâu, bởi vì mình biết cách đứng ở vị trí số 1 khi người khác tìm kiếm một từ khóa nào đó. Cách bí mật đó là SEO, hay tiếng Việt còn gọi là tối ưu công cụ tìm kiếm. Đây là thứ mình nhắc khá nhiều trong các video của mình, nhưng hôm nay mình mới chính thức làm về nó. Vậy SEO là gì? Hiểu đơn giản thì SEO là những bước mà các bạn phải làm trước, trong và sau video, để sao cho sau khi đăng video, video của chúng ta sẽ đứng đầu trong danh sách tìm kiếm. Mình thấy khá lạ là ở Việt Nam đa phần chúng ta chỉ biết SEO trong khi chúng ta đăng video, còn trước và sau khi đăng video thì chúng ta lại bỏ qua. Và cái điều này thì làm mất đi của chúng ta một lượng view rất lớn. Cái này có lãng phí không? Lãng phí quá hay chứ. Khi kênh của chúng ta còn nhỏ, chưa có nhiều sub thì SEO là cách duy nhất chính thống để khiến cho video của các bạn có view và kênh của các bạn có sub. Nên nếu mà các bạn chưa biết gì về SEO hoặc là các bạn chưa biết đến đầu đến đũa SEO thì video này chính là thứ các bạn cực kỳ cần. Nên các bạn hãy xem nó đến cuối nhá, để biết tường tận mọi thứ về SEO sẽ giúp cho kênh của các bạn bùng nổ về view và về sub. Việc đầu tiên trong quá trình chúng ta phải SEO đó là trước khi đăng video có 3 việc chúng ta phải làm: tìm từ khóa, đưa từ khóa vào kịch bản và nói lại từ khóa ở trong video. Đầu tiên là chúng ta đi tìm từ khóa. Thông thường các bạn hay tìm từ khóa vào lúc nào? Các bạn làm xong video, các bạn mới tìm từ khóa để các bạn cho vào thẻ tag đăng lên YouTube, đúng không? Nhưng theo mình thì việc này các bạn đang làm ngược. Thế đúng phải làm như thế nào? Là các bạn phải tìm từ khóa trước. Tại sao lại phải tìm từ khóa trước á? Thì có từ khóa, các bạn mới có thể nói lại trong video của mình. Ngay sau khi các bạn đăng video thì các bạn biết là YouTube có khả năng phân tích cái video của chúng ta, xem video của chúng ta về cái gì thông qua những gì các bạn nói. Thế nên khi các bạn đặt được từ khóa vào trong video lúc các bạn nói thì các bạn sẽ giúp YouTube hiểu rõ hơn video của chúng ta về cái gì và dễ dàng đề xuất cho video của chúng ta hơn. Vì vậy, kể từ khi các bạn nghĩ ra được ý tưởng làm một video trong đầu thì thứ tự các bạn nên làm là tìm từ khóa, đưa từ khóa vào kịch bản và nói lại từ khóa trong video. Vậy làm nào để tìm ra từ khóa? Cách cơ bản nhất là các bạn vào YouTube và các bạn đánh vào cái phần tìm kiếm của YouTube và YouTube sẽ hiện ra một loạt danh sách các từ khóa gợi ý và các bạn có thể sử dụng những từ khóa đó để đưa vào video của mình. Các bạn muốn search cái gì thì các bạn chỉ việc kích vào phần tìm kiếm này và các bạn đánh vào cái chữ mình muốn tìm kiếm. Ví dụ mình search vào đây chữ SEO YouTube. Các bạn sẽ thấy một loạt các gợi ý ở đây. Ví dụ SEO YouTube rank 1, SEO YouTube, SEO YouTube 2023, SEO YouTube hiệu quả. YouTube đưa ra gợi ý cho chúng ta những từ khóa này bởi vì đây là những từ khóa được người ta tìm kiếm rất nhiều. Thế nên nếu chúng ta làm cũng có khả năng video của chúng ta sẽ được người khác tìm thấy. Nhưng vấn đề chính là những cái từ khóa này nó lại quá phổ biến. Thế nếu mà chúng ta sử dụng những từ khóa này thì khó mà chúng ta được tìm thấy ở trong danh sách tìm kiếm so với những video trước đây người ta đã làm và lại có nhiều view rồi. Vì vậy bước tiếp theo là mới quan trọng này, rất quan trọng đấy nhá. Đó là các bạn phải tối ưu hóa từ khóa tìm kiếm. Tối ưu hóa từ khóa theo mình đó là bước quan trọng nhất để xác định xem là video của chúng ta có được tìm thấy giữa hàng ngàn video khác cùng chủ đề ở trên YouTube hay không. Vậy làm thế nào để tối ưu hóa được từ khóa? Các bạn phải tìm ra cho bằng được cái từ khóa nhiều người tìm kiếm và lại ít đối thủ cạnh tranh. Các bạn phải dành thời gian tìm ra bằng được cái từ khóa nào đảm bảo đủ hai điều kiện này. Vì khi kênh chúng ta còn mới, chưa có người sub thì phải làm cái video nào mà khi người ta search ra, người ta phải thấy video của mình ở trong đó chứ. Không làm sao mà video của mình có view được. Hiện tại trên mạng thì có khá nhiều công cụ có thể giúp ích chúng ta tối ưu hóa từ khóa. Tuy nhiên chúng ta phải trả phí thì mới sử dụng được cái tính năng là xem cái từ khóa đấy có nhiều người search và có nhiều đối thủ cạnh tranh hay không. Còn trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái công cụ hoàn toàn miễn phí mà ai trong chúng ta cũng có thể sử dụng được. Các bạn vào trang promoterkit.com. Sau khi vào trang này thì các bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí để có nhiều kết quả tìm kiếm hơn, hoặc là các bạn đăng nhập nếu các bạn đã có tài khoản rồi. Mình thì có tài khoản rồi, mình sẽ đăng nhập thôi. Sau đó các bạn sẽ vào YouTube, vào YouTube Keyword Tool. Và ở đây các bạn có thể đánh cái từ khóa mà các bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ trong trường hợp này mình sẽ đánh từ khóa cách SEO YouTube. Các bạn kéo xuống, ở đây các bạn sẽ thấy là cái từ khóa bên này là những cái từ khóa họ gợi ý cho.
đây là cái khối lượng người ta search hàng tháng, và đây là cái độ khó của từ khóa, tức là nó thể hiện xem là có nhiều đối thủ cạnh tranh làm với từ khóa này hay không. Ví dụ với từ khóa cách xem YouTube thì hàng tháng có 3.441 lượt tìm và độ khó của nó là 1.07, tức là rất thấp, rất ít người làm. Nếu mình muốn xét theo độ khó thì mình có thể kích vào đây. Các bạn sẽ thấy nó xếp từ độ khó 0 trở lên. Những cái màu xanh này là ít người làm, tức là ít đối thủ cạnh tranh, chúng ta làm tỷ lệ chúng ta được tìm thấy khá là cao. Còn những từ khóa màu vàng này các bạn thấy nó hiện chữ medium, tức là trung bình. Tức là nếu mà các bạn chọn những cái từ khóa này thì có thể các bạn được tìm thấy và cũng có thể không. Còn những cái từ khóa có độ khó rất cao như này thì nếu mà các bạn làm thì gần như các bạn sẽ không thể nào mà được người khác tìm thấy. Thế nên ưu tiên của chúng ta trong phần này là chọn những từ khóa có màu xanh. Chúng ta chỉ việc chọn từ khóa nào phù hợp với video của chúng ta và có nhiều lượt tìm kiếm có độ khó màu xanh này, chúng ta chọn và sau đó chúng ta lưu vào một danh sách. Và sau một khoảng thời gian thì mình tìm được những từ khóa này và mình sẽ sử dụng những từ khóa này cho video của mình. Khi chúng ta đã có một danh sách các từ khóa thì việc tiếp theo của chúng ta là viết kịch bản và đưa các từ khóa đó vào trong kịch bản của chúng ta. Nếu các bạn chưa biết viết kịch bản thì hãy xem lại video này của mình. Mình đã hướng dẫn rất chi tiết cách viết kịch bản rồi. Còn nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ là lồng ghép các cái từ khóa một cách thật tự nhiên vào trong cái kịch bản của chúng ta nữa là xong. Việc còn lại khá đơn giản là khi quay video như thế này, chúng ta chỉ việc nói lại kịch bản, và trong kịch bản của chúng ta thì đã có từ khóa và YouTube sẽ biết là video của chúng ta về cái gì. Các bạn để ý khi các bạn xem YouTube, các bạn sẽ thấy cái phần phụ đề nó chạy bên dưới như này không? Cái trí tuệ nhân tạo của YouTube nó có khả năng phân tích cái giọng nói của chúng ta như này này thành cái chữ viết như này. Thế nên là khi chúng ta đăng video cái là YouTube biết chắc chắn là video của chúng ta về cái gì. Sau khi đã có video, việc tiếp theo là chúng ta đăng video lên YouTube. Bước thứ hai là trong khi đăng có 3 phần thông tin chúng ta sẽ dùng để SEO: tiêu đề, mô tả và tẻ tác. Mỗi video thì chúng ta đều có 3 phần, là phần tiêu đề này, bên dưới là phần mô tả này, và tiếp theo là phần tẻ tác. Và nhiệm vụ của chúng ta trong phần này là đưa từ khóa chúng ta đã có vào cả 3 phần đó. Thứ nhất là tiêu đề. Tiêu đề là thứ quyết định xem khán giả người ta có kích vào xem video của chúng ta hay không. Thế nên chúng ta phải đảm bảo cái tiêu đề hoặc là thỏa mãn nhu cầu khán giả, hoặc là tạo ra được một hiệu ứng tâm lý gì đó. Nếu các bạn thỏa mãn được một trong hai yếu tố này thì khả năng khán giả kích vào xem video của chúng ta là khá cao. Tuy nhiên trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đảm bảo cả hai yếu tố trên luôn để nâng cao cái khả năng khán giả kích vào xem video của chúng ta. Đầu tiên là nhu cầu khán giả, thì nhu cầu nó là cái gì? Chính là cái từ khóa của video, là nội dung của video chúng ta, và chúng ta phải đưa ngay cái từ khóa đó lên đầu cái tiêu đề của bạn để cho khán giả người ta biết là video này về cái gì, nó giải quyết được vấn đề gì, nó cung cấp cho họ thông tin gì. Còn về yếu tố thỏa mãn tâm lý thì các bạn phải đảm bảo trong tiêu đề nó có cái gì đấy, hoặc là nó gây ấn tượng, hoặc là gây ra cảm xúc, hoặc là tạo sự tò mò cho khán giả. Để gây ấn tượng mạnh, các bạn có thể tạo ra cái tiêu đề gồm có những con số, ví dụ như là 4 điều, 5 cách, 6 bước chẳng hạn. Hoặc là chúng ta sử dụng những từ ngữ có tầm vóc nó lớn lao, ví dụ như là khủng này, như là kỷ lục này, như là cảnh báo này. Còn nếu các bạn muốn khán giả tò mò thì có thể sử dụng những từ ngữ như là bí mật này, cách này, làm thế nào mà này. Phần thứ hai là phần mô tả, phần này sẽ giúp cho YouTube biết là video của chúng ta về cái gì. Thế nên nó mới gọi là mô tả, tức là các bạn phải viết một đoạn văn mô tả nội dung của video của chúng ta. Và nhiệm vụ của chúng ta trong phần này là chúng ta khéo léo chèn các từ khóa vào trong phần mô tả. Lưu ý là phải chèn sao cho nó tự nhiên nhá, đừng có quá gượng ép. Và cái thứ ba là cái thể tác. Thì YouTube vẫn luôn nói là cái phần thể tác này không quan trọng trong cái phần SEO video. Nhưng mà theo mình thì với chúng ta, những từ khóa này có giá trị của nó. Khi các bạn thêm những từ khóa này vào và các bạn cài thêm cái ứng dụng VidIQ, các bạn có thể biết là cái từ khóa của các bạn được xếp hạng thứ bao nhiêu trong cái danh sách tìm kiếm của YouTube khi người ta search về cái chủ đề các bạn làm. Bây giờ mình sẽ nói cách SEO chi tiết trên một trong những video của mình, là cái video này. Video này về thuật toán YouTube, thế nên là mình đưa ngay từ thuật toán YouTube lên đầu tiêu đề và mình còn viết in hoa luôn để cho các bạn dễ đọc, dễ nhận ra. Và để tác động vào tâm lý người xem thì mình có dùng thêm cụm từ là giải thích chi tiết và thêm cụm từ tăng đề xuất để nhấn mạnh cho nội dung của video. Trong phần mô tả của video thì mình chèn thêm rất nhiều từ khóa liên quan đến thuật toán YouTube vào. Các bạn có thể sẽ thấy này. Và đây là phần thẻ tác của mình, và trong cái phần này các bạn sẽ thấy là các từ khóa của mình được xếp hạng thứ bao nhiêu trong tìm kiếm của YouTube. Ví dụ như từ thuật toán YouTube thì mình xếp thứ 5, thuật toán YouTube 2023 thì mình xếp đầu như các bạn đã thấy rồi, thuật toán YouTube mới thì mình xếp đầu. Và nếu như các bạn muốn biết từ khóa của mình xếp thứ bao nhiêu khi các bạn share video trên YouTube thì các bạn cài thêm ứng dụng VidIQ này vào. Các bạn chỉ cần vào Google search chữ VidIQ extension for Chrome như thế này, các bạn bỏ qua phần đầu này, kéo xuống phần Google, các bạn kích vào VidIQ Vision. Ở đây vì mình đã cài đặt rồi cho nên có chữ xóa khỏi Chrome, còn nếu các bạn chưa cài đặt thì nó sẽ có chữ cài đặt ở đây.
các bạn chỉ việc kích vào cài đặt, sau đó các bạn đăng nhập bằng tài khoản Gmail của các bạn là các bạn có thể nhìn được các xếp hạng từ khóa của mình ở trong phần thẻ tag này. Sau khi đăng video là không phải chúng ta đã xong đâu, mà chúng ta còn cần phải làm thêm một số bước nữa để video của chúng ta chuẩn SEO YouTube, đó là tạo danh sách phát, đi backlink và tương tác với khán giả. Thứ nhất là tạo danh sách phát. Danh sách phát là danh sách một loạt các video có cùng một chủ đề và các bạn sẽ đưa nó vào cùng một danh sách ở trong kênh YouTube của các bạn. Ở trong phần nội dung kênh của các bạn sẽ thấy ở bên trên có một số thẻ như thế này. Và có một thẻ là thẻ danh sách phát. Và đây mình đã tạo ra một danh sách phát. Và các bạn cũng có thể đặt tên và SEO luôn cả cái danh sách phát đấy luôn. Nên nếu có người ta search một cái tên mà trùng với cái danh sách phát của các bạn mà các bạn lại làm SEO tốt, thì các bạn vẫn được hiển thị cái danh sách phát đó lên cái trang tìm kiếm của YouTube. Mình đặt tên là làm YouTube và bên dưới thì mình SEO cho cái danh sách phát của mình để tăng cơ hội được tìm thấy ở trên YouTube. Có một cái hay của việc tạo danh sách phát là nếu mà người ta kích vào, người ta xem một cái video trong danh sách phát, thì tất cả các video khác trong danh sách phát sẽ được chạy tự động từ đầu đến cuối danh sách phát. Và như vậy là chúng ta có thể tăng được thêm hàng nghìn view mỗi tháng nếu mà cái danh sách phát của chúng ta lọt vào danh sách tìm kiếm. Trong danh sách phát này là tất cả các video dài ở trên kênh của mình. Video đầu tiên sẽ được hiển thị thành ảnh đại diện của cả danh sách phát. Khi người ta search, người ta sẽ nhìn thấy cái ảnh đại diện này. Thế nên là chúng ta hãy tìm cái video nào nổi bật nhất ở trong kênh chúng ta để làm ảnh đại diện. Các bạn có thể thay đổi vị trí của các video bằng cách kích vào đây, kéo lên hoặc là kéo xuống. Các bạn muốn đưa một video nào đấy lên đầu, các bạn có thể kích vào dấu ba chấm này. Các bạn chuyển nó lên đầu thì nó sẽ lên trên đầu. Còn nếu như các bạn muốn một cái video nào đấy làm ảnh đại diện cho danh sách phát, các bạn chỉ việc kích vào dấu ba chấm và các bạn đặt làm hình thu nhỏ danh sách phát, các bạn sẽ thấy được thay đổi. Thế nếu mà các bạn đang thiếu 4.000 giờ xem thì còn chờ gì nữa mà không tạo cho mình một cái danh sách phát các video. Muốn tạo một danh sách phát thì các bạn chỉ việc vào tạo danh sách phát mới và sau đó các bạn đặt tên, các bạn mô tả cho danh sách phát đó. Thứ hai là đi backlink. Nghe cái này có vẻ nó lạ lạ đúng không? Thực ra thì nó cũng dễ hiểu thôi. Là sau khi các bạn đăng video trên YouTube thì các bạn sẽ có một cái đường link đúng không? Thì việc đi backlink chính là các bạn chia sẻ cái đường link của các bạn ở nhiều nơi khác nhau để tăng thêm cái khả năng tiếp cận video của chúng ta. Và khi người ta kích vào cái đường link mà các bạn để lại đó thì nó sẽ dẫn đến YouTube và người ta sẽ xem video của các bạn ở trên YouTube. Thì cái việc đấy theo thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là đi backlink. Cái đi backlink này thì đa phần là nó khá phức tạp. Trong cái chuyên ngành SEO ấy thì người ta sẽ phải thuê một bên thứ ba để làm vì họ có kinh nghiệm và họ biết cách đi backlink sao cho đúng. Còn dưới góc nhìn của một người bình thường làm YouTube như chúng ta thì các bạn hiểu backlink này nó giống như kiểu là khi các bạn thấy một cái video hay, các bạn chia sẻ video đó cho bạn bè mình thì ở trên cái dòng chia sẻ đấy nó có một cái link, thì đấy là một cái dạng đi backlink. Bây giờ chỉ đơn giản là các bạn thay vì chia sẻ cho bạn bè mình thì các bạn chia sẻ ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà làm nào để chia sẻ được link ở nhiều nơi khác nhau? Thì cái cách thông thường mà người ta hay đi backlink là người ta sẽ chia sẻ cái đường link đó lên một trang web hoặc trên một trang blog nào đó. Nhưng mà hiện tại thì đâu phải ai chúng ta cũng sở hữu một trang web để mà chúng ta đăng cái link lên. Blog bây giờ nó cũng không phổ biến, thế nên là chúng ta cũng không mấy ai viết blog để mà đăng cái link video của chúng ta lên blog cả. Thế nên cái cách miễn phí tốt nhất mà mình gợi ý cho các bạn trong video này là các bạn hãy sử dụng mạng xã hội. Ví dụ như là TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn hoặc là Pinterest. Hiện tại đa phần mọi người đều dành rất nhiều thời gian để giải trí ở trên mạng xã hội. Nên đây là cái nguồn view khổng lồ nếu mà các bạn biết cách tận dụng nó để tăng view cho video YouTube của các bạn. Còn cách làm như thế nào á? Thì mình đã từng chia sẻ rất kỹ ở trong cái video này của mình rồi. Các bạn click vào xem và làm theo là được. Thứ ba là tương tác với khán giả. Chúng ta có thể ghé thăm các cái video có nhiều view, video nổi bật ở trên mạng. Và sau đó chúng ta xem video của họ và để lại cái bình luận ở bên dưới. Thế nếu như bình luận của chúng ta độc đáo, hài hước hoặc là thú vị thì người khác có thể like và phản hồi cái bình luận của chúng ta. Và khi cái bình luận của các bạn lại được nhiều like, nhiều phản hồi thì cái bình luận của các bạn sẽ được đẩy lên trên cùng trong tất cả các cái bình luận của khán giả. Và khi người khác vào bình luận cái video đó, người ta sẽ nhìn thấy cái phần bình luận của mình và người ta sẽ chú ý, người ta kích thử vào xem kênh của các bạn về cái gì. Mà nếu đúng như nội dung của người ta thích thì người ta sẽ sub kênh của các bạn và sau đó người ta sẽ xem các video khác ở trên kênh của các bạn. Đấy, video YouTube là đứa con tinh thần của chúng ta. Chúng ta phải bỏ ra rất nhiều công để chúng ta làm. Thế nên là thay vì chúng ta cứ đăng lên và chúng ta bỏ mặc nó với sự nuôi dưỡng của YouTube thì chúng ta tự mình nuôi dưỡng cái đứa con tinh thần của chúng ta để nó trưởng thành hơn và tăng được nhiều lượt view hơn. Như vậy, nếu các bạn muốn tăng view, tăng sub nhanh ở kênh của mình thì các bạn cố gắng làm trọn vẹn các bước mà mình đã hướng dẫn các bạn nhá. Tuy nhiên thì cũng phải dặn các bạn rằng dù các bạn tìm mọi cách để kéo khán giả về với kênh của các bạn, xem video của các bạn, nhưng nếu nội dung của các bạn mà không hay, các bạn không đầu tư vào nội dung
thì khán giả sẽ xem một lúc và họ sẽ thoát ra không xem video của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ bị mất một thứ rất quan trọng, đó là cái thời lượng xem trung bình video. Và đấy lại là yếu tố rất quan trọng để YouTube xác định xem là có đề xuất video của chúng ta không. Thế nên nếu mà nội dung video của chúng ta không hay thì chúng ta đang tự làm hại chính mình ấy. Vì vậy các bạn phải tìm cách cân bằng giữa việc sáng tạo nội dung video và tìm cách cho khán giả tìm thấy video của chúng ta. Hai thứ này nó phải cân bằng với nhau. Thì đó mới là cái cách để chúng ta sống bền, sống lâu, sống đẹp ở trên YouTube.